Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dân tộc Tây Bắc của mình. Hôm nay thì nhà anh trai họ của mình các bạn ạ, nhà anh Toản thì cấy ruộng các bạn, rồi trưa trưa rồi rủ nhau ra làm vừa cá lốt đấy. Và hôm nay là mình sẽ chia sẻ cái video với anh em bọn mình ăn cá lốt ở ngoài trời các bạn nhé. Rất là nhiều người luôn hôm nay ấy, đủ đội ấy. Đây đốt cá ở đây nhá các bạn nhá. Hôm nay thiệt hại khá là nhiều cá đấy chị nhở. Tùng cũng biết nướng cá à? Đây anh Toản này các bạn này, đang lên này. Ở xà kem chờ mấn xúc. Nhiều cá cực kỳ luôn, một đống cá. Tùng nhờ, Tùng cũng biết làm đấy nhờ. Đây.
Cô Loan đi lấy đá sung. Hello. Con gái của Huyền. Con gái nuôi à? Bà trẻ đấy nhỉ, Linh nhỉ? Bà trẻ đấy. Ở đi, đây xuống nghỉ đã luôn nhá. Con sám to. Ba con cá to đấy. Sắp là sắp ấy rồi, Loan ơi, sắp cháy rồi. Đây con nhỏ kia nướng nó chín cho trẻ con cắt cơn trước đi. Cái này có một tô. Đùa gì chứ? Cứ sáng về hẳn đi, sáng về hẳn đi, sáng về hẳn đi. Chờ mất hạt xúc khẩm ơn này. Chờ mọi người nhé. Con nào, con nào, con của Tùng con nào? Con này ha. Đây anh Tiên mang cái cóm cơm xuống để ghém với cá nướng này. Cá đốt nữa. Của Tùng thì chín rồi, con của Tùng ấy mang ra ăn được rồi, mang rủ rủ nhau ăn nào. Để ông lấy cho nó nóng quá. Đây đội làm ruộng tập trung ở đây hết các bạn nhá, xong đội trẻ con thì ở trên này nữa này. Đây, hôm nay là cả gia đình, đại gia đình của mình sẽ ăn cơm ở đây các bạn nhá. Đây. Còn một đội nữa là ăn ở bên kia rồi các bạn ạ. Nhiều loại rượu đấy anh Toản ơi. Rượu bổ đấy. Cái này là dành cho con trai thôi. Để cho con trai khỏe. Cóm cơm ra mà nhiều đấy. Tùng chăm đấy Tùng ơi. Cái gì đây? Thế này các bạn này. Phát ngâm to tướng luôn các bạn ơi. Đây da chua nha các bạn nhá. Chua tự nhiên của hương vị Tây Bắc mình luôn đấy các bạn. Thay chế biến đó. Đây, một con cá là chín nha, ba con đấy, hôm nay ba con to tướng luôn. Đây, để đấy. Rồi đội bên kia là hình như là say rồi ấy. Say rồi đấy bên kia. Say rồi đấy bên kia. Nóng quá. Nóng quá. Đây rất nhiều cóm cơm các bạn ơi, xong là măng đắng ở trên Tây Bắc bác của mình rất ít da chua cùng với kia là ớt ngâm, đây là bát chẩm chéo nha các bạn nhá. Bên này bát chẩm chéo này. Nho cái này. Ơ mà mạnh này. Ba tiền. Rồi. Vào đây tiền ơi. Ừ, hảo hoàn chỉnh sáng. Rồi chúc cả gia đình mày khỏe nhá. Ơi chúc thu hoạch mùa màng bội thu nhá. Nhá cây lúa nhá. Mời các bạn ăn uống rượu cùng nhá. Đây Hiền con gái của anh Toản nha các bạn nhá. Đang rồi. Hàm nó Hiền ơi. Thôi mời các bạn nhá. Coi như ăn cơm trưa nhá, trưa không làm cơm nữa đâu nhá. Ăn ghém lá sung các bạn ơi, lá sung rất là nhiều luôn. Cá nóng hổi rất là ngon các bạn ơi. Ngọt không cô Loan? Hơi chật chút các bạn ơi, chỗ này chật hẹp một chút.
ngon lắm này. Ngon lắm. Để lên xả tăng yên. Ăn đi con, con ăn cái gì? Đó này con. Ừ, cái bò mà cái mà cũng mà là bữa đấy nó có số em bữa này chú đang bón cá vừa chín lắm á để cả cái nồi nước tôm á để to xương mà lo hơn rồi ngon thế này cá rất là ngon nha mà nhà hôm nay nướng kiểu này cũng ăn cực ngọt luôn ăn nóng bỏ vừa lại ăn xúc sẵn hơi hiển mà nó sẽ còn ăn nước ra này mời các bạn nha ăn cá nướng nha tôi tí đi đúng không đây này chấm ớt ngâm nha bạn nhá ngon thơm ngon lắm đúng rồi đây về nhà mới xem nha bật đó bật đây bật tung đó cái hình ngon quá các bạn ơi ăn cho mấy các bạn nhá út đi rửa tay đi no quá các bạn ơi ba con cá to quá mà đây xong một lúc chiến đấu ai cũng no rồi các bạn ơi gần như no hết rồi giờ mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn thôi dọn dẹp thôi đội bên kia uống rượu đâu tan nhở anh em mình không uống được rượu chứ